chào các khán thính giả của chương trình Theo dòng sự kiện. Hôm nay, Đài truyền hình quốc gia Lào xin trân trọng giới thiệu cho quý vị biết về hội từ thiện giúp đỡ người nghèo của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và hội từ thiện Master Ruma tại Thái Lan tổ chức lễ trao quà cho người nghèo, người khuyết tật và thương binh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tổng giá trị của các phần quà từ thiện hôm nay là hơn 2 tỷ 500 triệu kíp. Đây là sự giúp đỡ vô cùng ý nghĩa và giá trị không chỉ đối với đất nước Lào, mà còn cho xã hội và nhân sinh đang sinh sống trên trái đất này. Mến chào quý vị, Hội từ thiện giúp đỡ người nghèo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Hội từ thiện Master Ruma tại Thái Lan tổ chức lễ trao quà giúp đỡ người nghèo nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đến tham dự buổi lễ hôm nay có ông Chan Phanh Sốt Thi Vông, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Lào và bà Sisa Liễu Tham Mạ Theva, Ủy viên Mặt trận Tổ quốc Lào, Chủ tịch Hiệp hội từ thiện giúp đỡ người nghèo của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Rất vinh dự khi lễ trao quà này do Guruji Ruma là cố vấn hội từ thiện Master Ruma tại Thái Lan cùng với học trò của ngài. Phần quà gồm có các thiết bị hỗ trợ cho người tàn tật, cho các trung tâm người nghèo, người khuyết tật và thương binh, cho các công trình xây dựng nhà nghỉ cho giáo viên, học sinh trường nội trú Mường Ẹt, tỉnh Khua Phan, trường Phật giáo Na Khun Noi, trường tiểu học Na Thôm, thủ đô Viêng Chăn, Bệnh viện Ma Hú Sốt, Bệnh viện Sẹt Thá Thị Lạt, tổng trị giá 2 tỷ 500 triệu kíp, Mặt trận Tổ quốc Lào và Hội Phật giáo đất nước Lào đã đại diện nhận quà. Mặt trận xây dựng Tổ quốc Lào vẫn luôn đề cao sự đoàn kết của các tầng lớp xã hội, vận động các dân tộc, các tổ chức tôn giáo, các Phật tử cùng chung tay đóng góp trong các việc làm từ thiện. Từ trước đến nay, các tổ chức ban ngành đã có sự hợp tác chặt chẽ và rất có hiệu quả, đặc biệt xây dựng trường học, xây bệnh viện, làm máng nước, khoan giếng, nhà vệ sinh, hỗ trợ những nơi bị thiên tai lũ lụt, những người nghèo khó. Buổi lễ trao quà từ thiện lần này có tầm quan trọng và ảnh hưởng lớn cho xã hội, đặc biệt là những người nghèo, người kém may mắn, người khuyết tật, những cựu chiến binh, thương binh đã từng cống hiến xương máu cho Tổ quốc, những lão thành cách mạng được chính phủ và nhà nước luôn đặc biệt quan tâm vì trước kia họ đã từng có công lao giành lại độc lập, tự do cho đất nước và ngày nay họ lại cống hiến trong việc xây dựng Tổ quốc. Những năm vừa qua, Hội từ thiện Master Ruma cũng góp phần trong công việc giúp đỡ xã hội dưới sự dẫn dắt của Guruji Ruma. Hội đã luôn tích cực giúp đỡ những người nghèo khó, những hoàn cảnh kém may mắn, tàn tật, thương binh cùng các cấp địa phương và trung ương của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ngài luôn cho đi vô điều kiện trong suốt nhiều năm nay. Trong sự kiện này, thay mặt cho Mặt trận xây dựng Tổ quốc Lào, ông Chan Phanh Sốt Thi Vông, Phó Chủ tịch Mặt trận xây dựng Tổ quốc Lào, đã trao tặng huy chương 60 năm thành lập Mặt trận. Đây là huy chương cao nhất của Mặt trận xây dựng Tổ quốc Lào và bằng khen cho Guruji Ruma đã góp phần to lớn trong công cuộc giảm thiểu sự khó khăn của nhân dân Lào.
Quý vị thân mến, buổi lễ ngày hôm nay, nhóm phóng viên chúng tôi có cơ hội được phỏng vấn Guruji Ruma, cố vấn hội từ thiện Guruji Ruma tại Thái Lan. Ngài đã giúp đỡ dân chúng Lào trong dịp này. Hơn 10 năm nay, Ngài đã đến đất nước Lào, đi khắp nước Lào và thấy được những khó khăn của các dân tộc trên đất nước Lào. Và Ngài luôn khao khát muốn giúp đỡ, đặc biệt là về sức khỏe, giáo dục. Vì giáo dục sẽ đem lại lợi ích đặc biệt là sự học tập của các em. Giáo dục sẽ đem lại quyền lợi cho Tổ quốc, cho những vùng hẻo lánh. Phóng viên chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn Ngài. Tôi rất bất ngờ về chương trình lần này. Chính phủ Lào đã làm tôi vô cùng ngạc nhiên về tất cả mọi thứ, đặc biệt là tình thương và sự kính trọng chính phủ Lào đã dành cho tôi. Tôi thật sự không yêu cầu được tiếp đón như vậy. Tôi chỉ đến đây và giúp đỡ bằng tình yêu thương của mình. Thỉnh thoảng tôi có nói với những người học trò rằng tôi chỉ gửi tặng ngân khoản để mua sắm những vật dụng cần thiết nhằm cải thiện cuộc sống hay những gì chúng tôi có thể giúp đỡ được cho bệnh viện. Chúng tôi có thể làm được những điều này. Đi nhiều nơi ở đất nước Lào, tôi thấy nhiều nơi như vậy. Có những nơi vấn đề giáo dục hầu như không được quan tâm. Hiện tại đã là thế kỷ 21, sự giáo dục là điều quan trọng nhất đối với các em nhỏ. Các em nhỏ là tương lai của đất nước. Cho nên, mỗi khi có cơ hội giúp đỡ cho nền giáo dục, cho các em học sinh, tôi thường nói với các em rằng, một cây viết, một quyển sách, các em có thể thay đổi cuộc đời mình và thay đổi đất nước. Một cây viết, một quyển sách, các em có thể thay đổi cuộc đời mình và thay đổi đất nước. Sự giáo dục là điều quan trọng nhất. Cho nên tôi rất quan tâm đến giáo dục. Tôi luôn chia sẻ những điều này dù ở bất kỳ đâu. Đất nước Lào hay Campuchia cũng giống nhau. Tôi cố gắng xây dựng nhiều trường học hơn, giúp đỡ những nơi vùng sâu vùng xa đất nước Thái Lan. Chúng tôi cố gắng hết sức để có thể làm những việc này tốt hơn nữa. Tôi làm bằng tình yêu thương và luôn được những người học trò ủng hộ. Tương lai cũng giống như vậy. Tôi sẽ tiếp tục làm những công việc này. Tôi chăm sóc các em nhỏ bằng tình thương. Và tương lai cũng sẽ như vậy, đặc biệt là ở đất nước Lào, nơi tôi đang hiện diện. Tôi hứa là sẽ tiếp tục thực hiện những việc làm cần thiết. Điều quan trọng ở đất nước Lào là nền giáo dục. Tôi hứa sẽ tập trung vào vấn đề giáo dục. Điều quan trọng cho thế hệ các em nhỏ bây giờ phải tới trường học. Cách đây ít hôm, khi còn nằm trong bệnh viện, tôi có nói với học trò của mình rằng, đầu tiên tôi sẽ tập trung vào giáo dục. Thứ hai là y tế bệnh viện. Tôi phải làm những điều này. Đó là kế hoạch của tôi trong tương lai. Phóng viên chúng tôi còn có cơ hội phỏng vấn những đại diện đến nhận ngân khoản ngày hôm nay. Đó là đại diện của bệnh viện, trường học. Họ sẽ đem số ngân khoản này để mua dụng cụ và thiết bị y tế nhằm phục vụ vào công việc chuyên môn giúp đỡ bệnh nhân nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Hôm nay, tôi được sự cho phép của giám đốc bệnh viện đến dự lễ trao quà giúp đỡ của hội từ thiện. Hoạt động giúp đỡ người nghèo, người khuyết tật do Guruji Ruma trao tặng.
Bệnh viện chúng tôi đã họp bàn và lên kế hoạch cho 6 hạng mục, đó là dụng cụ phục vụ cho chuyên môn, tổng giá trị vào khoảng hơn 800 triệu kíp. Nhận được sự giúp đỡ lần này, chúng tôi rất vui mừng và cảm ơn hội từ thiện. Chúng tôi sẽ dùng những thiết bị này vào việc khám và chữa trị cho bệnh nhân để có hiệu quả cao nhất, đặc biệt là những người nghèo khó. Tôi xin cảm ơn rất nhiều, cảm ơn hội từ thiện và đặc biệt cảm ơn Master Ruma và sự cộng tác của Mặt trận Xây dựng Tổ quốc Lào. Chúng tôi đã nhận được số tiền 210 triệu kíp, cùng dụng cụ y tế, máy trợ hô hấp, máy trợ tim, xe đẩy. Chúng tôi nhận được rất nhiều quà từ ngài và chúng tôi sẽ giúp các bệnh nhân để có được lợi ích tốt nhất cho họ. Cảm ơn hội Guruji rất nhiều. Hôm nay chúng tôi rất vui khi có cơ hội được nhận quà hỗ trợ từ Guruji Ruma. Ngài tặng cho chúng tôi tôn để lợp lại mái nhà vì ngài thấy mái nhà đã bị thủng. Chúng tôi sẽ dùng số tiền này để lợp mới lại các mái nhà trường và cố gắng hoàn thành trong năm 2023-2024 này cho các em nhỏ được an tâm học hành. Một lần nữa, quốc gia Lào đã thấy được tầm quan trọng này. Và được Guruji Ruma trao tặng ngân khoản và chúng tôi sẽ lấy vốn này để hết sức xây dựng ngôi trường này. Lễ trao tặng quà từ thiện lần này là để giúp đỡ cho những người nghèo, người khuyết tật trong thành phố Viêng Chăn. Những hành động lần này là từ tấm lòng chân thật, lòng từ bi đối với nhân loại với nhau. Guruji Ruma chính là tấm gương tốt đẹp. Ngài cùng với học trò và hội từ thiện Guruji Ruma Thái Lan đã góp vốn để mua thực phẩm, mua dụng cụ y tế, dụng cụ cho người tàn tật và ủng hộ cho người nghèo khó, người khuyết tật và thương binh, giúp đỡ trường học và bệnh viện. Quý vị thân mến, đây là chương trình cứu trợ của Hội Từ Thiện Master Ruma Thái Lan cùng với Hội Giúp Đỡ Người Nghèo của Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào. Đây là sự kiện nổi bật để xã hội nhận thức về sự chia sẻ, giúp đỡ và trao cho nhau tình thương yêu của con người với con người. Chương trình xin đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.